Tuy nhiên trải qua vô lượng vô số kiếp, nhưng hiểu rõ rồi thì trong khoảng một niệm, biết niệm cũng vốn chẳng có niệm. Nếu nhìn pháp thế gian như vậy thì tất cả đều không chấp trước. Vô lượng các cõi nước, một niệm đều siêu việt, trải qua vô lượng kiếp, chẳng động nơi bổn xứ. Ê thảy vô lượng vô biên, tất cả cõi nước trong một niệm hoàn toàn siêu qua quá khứ. Tuy nhiên trải qua vô lượng kiếp nhưng vẫn chẳng động bổn xứ. Tại sao? Vì Phật thường ở trong định, tuy nhiên ở trong định mà hay đến mười phương thế giới giáo hóa chúng sinh, giống như Kinh Hoàng Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, dù Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề mà ở trong định đến bảy nơi nó diệu pháp trong chín hội. Bất khả thuyết các kiếp, tức là trong khoảnh khắc chẳng thấy dài và ngắn, phát sát na rốt ráo, trải qua bất khả thuyết tất cả kiếp, tức là thời gian rất ngắn, do đó chứng minh người tu thiền định ở trong định chẳng cảm thấy thời gian mau chậm. Do đó, trong động mới 7 ngày, ngoài đời mấy ngàn năm. Tính tọa nhập định ở trong hang động nơi thâm sơn, cảm thấy chỉ có 7 ngày công phu, mà ở ngoài thế gian đã trải qua mấy ngàn năm. Đây là đạo lý gì? Nói đơn giản đó là hiện tượng nhập định. Tuy ở trong định giây lát, mà tại thế gian thời gian rất dài. Khi lão Hòa Thượng Hư Vân ở tại lều tranh núi Trung Nam, bỏ khoai lang tươi vào nồi nấu, sau đó bèn ngồi thiền. Ngồi xuống một cái thì đã hơn 20 ngày. Khi xuất định đi xem khoai luộc trong nồi thì khoai đã lên mốc meo hơn một tấc. Hỏi qua người khác thì mới biết mình đã ngồi thiền trải qua hơn 20 ngày. Ở đây tức là ở trong định trong khoảnh khắc, thế gian đã trải qua mấy ngàn năm, không cần dùng vọng tưởng để so sánh. Đây thì dài, kia thì ngắn, đó tức là tâm phân biệt. Có tâm phân biệt thì chẳng thể nào được giải thoát, chẳng có vọng tưởng dài và ngắn. Thì đó tức là pháp sát na rốt ráo. Sát na tức là thời gian rất ngắn. Một sát na có 900 lần sinh diệt. Nếu minh bạch vấn đề thời gian thì sẽ không có phiền não. Chúng ta từ sống đến chết, bất quá chỉ là chuyển cái nháy mắt mà thôi, nhưng cảm thấy đã trải qua thời gian rất dài. Giống như con phù du sáng sống chiều chết, nó cảm thấy thời gian rất dài. Giống như người trời sung sướng thì cảm thấy thời gian ngắn. Còn địa ngục rất khổ thì cảm thấy thời gian dài. Cho nên tại nhân gian của chúng ta 50 năm thì chỉ bằng một ngày một đêm trên cõi trời tứ thiên vương. Tại nhân gian chúng ta một ngày một đêm thì ở dưới địa ngục là 50 năm. Khi con người an vui thì cảm thấy thời gian rất ngắn, khi khổ não thì cảm thấy thời gian rất dài. Đó là pháp sát na rốt ráo. Tâm trụ nơi thế gian trụ nơi tâm, nơi đây chẳng vọng khởi, phân biệt hai chẳng hai. Tâm trụ tại thế gian trụ tại tâm. Đừng đem sự chấp trước thế gian vào trong tâm, vốn bên trong không có thân tâm, bên ngoài không có thế giới. Đừng vọng khởi những sự phân biệt như thế. Thế gian và tâm là hai, hoặc chẳng phải hai. Chúng sinh thế giới kiếp, chư Phật và Phật Pháp, tất cả như huyễn hóa, pháp giới đều bình đẳng. Chúng sinh và thế giới với kiếp số, mười phương ba đời tất cả chư Phật và Pháp của chư Phật nói, tất cả hết thảy như huyễn như hóa. Đừng quá coi thật, cõi hư không và pháp giới đều là bình đẳng. Khắp trong mười phương cõi thị hiện vô lượng thân, biết thân đều duyên khởi, rốt ráo không chấp trước. Trong các cùng mười phương cõi nước chư Phật thị hiện vô lượng vô biên thân, biết thân thể từ nghiệp duyên tình trả huyết mẹ mà có, nói một cách rốt ráo thì đừng chấp trước vào. Đường nơi trí không hai xuất hiện nhân sư tử, chẳng chấp pháp không hai, biết không hai chẳng hai. Ý chiếu đệ nhất nghĩa đế, trí huệ trong trí huệ, chẳng có hai trí huệ. Xuất hiện nhân sư tử Phật, tức cũng là xuất hiện ra đời mà thành Phật đạo, cũng đừng trụ vào pháp không hai. Tại sao? Vì biết chẳng có hai, cũng chẳng phải không hai, vốn cho đến một cũng chẳng có, làm gì có hai. Do đó, một pháp chẳng lập, vạn pháp đều không. Biết rõ các thế gian, như diệm, như ánh bóng, như vàng cũng như mộng, như huyễn, như biến hóa. Biết rõ tất cả thế gian đều là vô thường, vô ngã, không khổ, giống như rừng diệm, ở xa nhìn thì có, lại gần thì không, lại giống như ánh sáng và hình bóng, chẳng có thật thể, chẳng phải thật, lại giống như âm thanh, lại giống như mộng, lại giống như hư huyễn và biến hóa, đều là hư vọng, không thật. Như vậy tùy thuận vào nơi chư Phật tu hành, thành tựu trí phổ hiền, chiếu khắp sầu pháp giới. Như vậy tùy thuận vào cảnh giới, để minh bạch cảnh giới này đều là chẳng thật. Do đó, thấy việc tỉnh việc thoát thế gian, thấy việc mê việc đọa trầm luân. Nếu nghĩ như vậy thì chẳng chấp trước vào tất cả pháp.
Do đó, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, tất cả đều không chấp trước, dù là pháp môn của chư Phật tu. Thành tựu đại trí đại huệ của Bồ Tát Phổ Hiền, đại trí đại huệ này tận hư không khắp pháp giới, chiếu khắp tất cả chúng sinh cõi nhiễm trước, tất cả đều xả lìa mà khởi tâm đại bi, tịnh khắp các thế gian. Chúng sinh và cõi nước nhiễm trước, tất cả đều phải xả lìa, buông bỏ, chẳng được cũng phải buông bỏ, xả không được cũng phải xả, không thể nhẫn cũng phải nhẫn, không thể nhường cũng phải nhường, để khởi lên tâm đại từ bi. Thế nào là từ bi? Từ hay ban vui, bi hay cứu khổ? Từ cũng là ban niềm vui đến cho chúng sinh, cứu khổ của chúng sinh, khắp thanh tịnh tất cả thế gian, khiến cho chẳng còn nhiễm trước. Bồ Tát thường chánh niệm, luận sư tử diệu pháp, thanh tịnh như hư không, mà khởi đại phương tiện.